Lời tâm sự dằn vặt khi em rể chính là tình cũ. Là một người con gái lớn lên trong một gia đình, cuộc đời học hành, thi cử và sự đi làm của tôi diễn ra, tôi chưa từng gặp phải khó khăn, trắc trở hay vấp váp nào. Nhưng giờ đây, khi chuyện tình cảm chín muồi, sắp đến ngày tính đến chuyện cưới hỏi, mọi thứ bỗng dưng xảy ra như trời giáng xuống đầu. Tôi bị ốm nghén. Lần đầu tiên trải qua cảm giác thai kỳ, tôi đã không có được tâm thế chủ động, không chịu đựng được những mệt mỏi, tinh thần suy sụp tồi tệ, sức khỏe và kinh nghiệm hầu như là số 0. Tôi cũng không thể chia sẻ với bố mẹ hay người thân. Tôi tự mình phải vượt qua những cơn ốm cả về thể xác và những cơn đau tinh thần. Vì cả hai chuyện mà chúng tôi đang diễn ra đều là những câu chuyện tế nhị, không dễ dàng có thể phơi bày cho bất cứ một người thân nào. Sức khỏe suy sụp và khủng hoảng tinh thần quá độ, tôi đã lặng lẽ quyết định đi vào viện bỏ giọt máu mà tôi đang hoài nghi trong cái bụng của mình với người đàn ông mà tôi đã đặt hết tình yêu và niềm tin vào anh. Những ngày tháng tồi tệ diễn ra trong cuộc đời, tôi mất hết niềm tin vào người yêu của mình, cũng có nghĩa tôi mất niềm tin trầm trọng vào chính bản thân. Tôi bị trầm cảm nặng, dày vò, đau khổ và tội lỗi. Tôi khóa cửa ở lì trong phòng cả tuần, cho đến khi mẹ tôi thấy bất ổn nên đã từ quê lên, và người bạn thân của tôi cũng chạy đến để kéo tôi ra khỏi vũng lầy của trầm cảm. Từ đó tôi đã gạt bỏ tất cả thất vọng, đổ vỡ để tiếp tục sống và bước về phía trước. Tôi quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ với anh ta, người chồng sắp cưới của mình. Tôi quyết định dứt bỏ tất cả, kể cả công việc hiện tại, để làm lại từ đầu. Gia đình, bạn bè chỉ biết rằng tôi và anh có khúc mắc gì đó và không thể làm lại nên đã chia tay nhau. Tôi nhanh chóng tìm thuê nhà chỗ khác và chuyển luôn công việc sang một công ty của nước ngoài mà bấy lâu nay họ đang có ý định chèo kéo tôi. Tôi bước sang một tâm thế mới, một đời sống mới, một môi trường làm việc mới. Vị trí của tôi đòi hỏi một người chưa vướng bận gia đình hoặc là có nhiều thời gian để đi công tác nước ngoài, ngoại ngữ giỏi, kinh nghiệm xử lý công việc. Thế nên tôi thi vào vị trí đó và ngay lập tức đạt kết quả tốt. Công việc ở một công ty nước ngoài không cho phép tôi có nhiều thời gian để buồn, để bận tâm, để suy nghĩ hay để ngoái lại cái quá khứ xót xa. Tôi làm việc như điên dại, kiếm tiền như điên và khỏa lấp những nỗi trống vắng bằng những buổi tối đi bar với bạn bè hay là những ngày nghỉ cuối tuần du lịch. Từ bấy đến nay tôi không yêu được ai thêm nữa, không một rung động nào gõ cửa được trái tim tôi, mặc dù có rất nhiều người đến với tôi. Tôi lạnh lùng, trái tim băng bởi một vết thương sâu hoắm đầu đời. Cuộc sống cứ mải miết trôi. Tôi làm việc đủ và có thể gom góp được tiền mua cho mình một căn hộ ngọ ngay trong thành phố. Tôi đã ngoài bạc, nhan sắc cũng không thể là bùa hộ mệnh mà. Tôi đã quyết định phải lập gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi chán ngán với cái cảnh độc thân vui vẻ. Các bạn bè của tôi cũng lần lượt bỏ cuộc chơi đi lấy chồng sinh con. Trong số những người đàn ông đến với tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh người đàn ông này. Chàng trai người Việt theo gia đình định cư ở Canada. Công ty của tôi có trụ sở chính ở Canada, thế nên hầu như tháng nào tôi cũng phải bay qua bên đó công tác. Trong những lần đi chơi với bạn bè là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tôi đã quen anh. Anh thua tôi 2 tuổi, làm việc ở một công ty dược phẩm Canada. Chúng tôi quen nhau khá hợp và thỉnh thoảng cũng đi bar đối với anh. Tôi không thấy trong trái tim mình có cảm giác bâng khuâng xao xuyến như hồi gặp người đàn ông tôi yêu lần đầu. Cảm giác nhớ nhung sực lửa không hề có, nhưng tôi thấy ấm áp và bình yên khi ở bên cạnh người đàn ông này. Tôi định bụng sẽ tiến sâu hơn trong mối quan hệ với anh để có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp. Mới đây, trong lần sang công tác ở Canada, tôi quyết định nhận lời mời của bạn trai về ăn tối cùng với gia đình anh ở bên đó. Cũng là dịp tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về bạn trai của mình, gia cảnh, bố mẹ, anh chị em, để có thể tiến gần hơn trong một mối quan hệ sâu sắc. Với lại, tôi như một con chim đã một lần đậu phải cành cong, nên tôi khá cẩn trọng trong chuyện tìm hiểu người đàn ông mà tôi định lấy làm chồng. Qua lời kể của bạn trai tôi thì bố mẹ của anh ấy học về ngành dược và sang Canada định cư từ những năm 80. Giờ hai ông bà đã về hưu. Ba anh em đều được học theo ngành của bố mẹ và đều làm ở công ty dược. Anh trai và em gái đều đã lập gia đình, đều có nhà riêng mua sát nhau trong khu dân cư ở bang Ontario của Canada. Cuộc sống của gia đình họ rất êm đềm và bình yên. Cuộc đời có lẽ lại thử thách tôi thêm một lần nữa trong sự trêu cợt chua chát của số phận. Trong bữa tối ấm áp với đại gia đình của người bạn trai mới, tôi chết đứng khi gặp lại anh, người yêu đầu đời, người đã làm cho cuộc sống và trái tim của tôi những ngày thơ dại tan nát. Anh chính là thành viên của gia đình bạn trai mới của tôi. Anh là chồng của cô em gái bạn trai tôi. Anh ta sang Canada định cư đã được 5 năm kể từ ngày chia tay với tôi và vừa lập gia đình với cô em gái của bạn trai.
em gái đang mang bầu ở tháng thứ 5, trông họ rất viên mãn với thứ hạnh phúc của mình. Tôi bước vào căn nhà của đại gia đình họ, nhìn thấy anh, tôi thoáng khựng người vì quá sốc. Không thể ngờ, trái đất lại tròn và nhỏ bé đến như vậy. Bữa cơm thân mật, đầm ấm và vui vẻ. Chỉ có tôi và anh ta là ít nói, lặng lẽ ăn và cố gắng để giữ một gương mặt bình thản nhất có thể, cố gắng giấu đi những cảm xúc, những tâm trạng đang cuộn trào và dày vò bản thân. Quá khứ tưởng chừng như đã chôn sâu bao nhiêu năm, không ngờ chỉ một thoáng chốc đã vụt về hiện nguyên hình và thiêu đốt tâm can của tôi. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi trở về Việt, lòng rất buồn và hoang. Tôi đã một lần định bỏ tình, bỏ hết, chạy lấy người với mong muốn dứt bỏ ký ức, đứt đoạn với cái quá khứ đau buồn này. Giờ đây, sau khi đã mất rất lâu, tôi mới có thể cân bằng được cuộc sống, quên đi quá khứ buồn bã, quên đi những chuyện đau lòng để bình tâm đi đến một cuộc sống mới. Nhưng éo lè thay và chớ trêu thay, khi mà tôi lại gặp phải một người đàn ông mà tôi muốn quên đi mãi mãi, tôi đã chôn sâu ký ức trong chính gia đình người bạn mới của tôi, người tôi định tiến đến một cuộc hôn nhân, phải hàng giờ hàng ngày đối mặt với người cũ và coi người cũ là một thành viên trong gia đình với tôi thật là khó khăn, ngại ngùng và chán nản. Từ khi gặp lại người đàn ông đầu đời ấy, những ký ức đau buồn trong quá khứ lại cứ vụt về, dày vò, làm cho tôi buồn bã và mệt mỏi hết sức. Dù tôi không muốn như vậy, phải làm gì, làm sao và làm thế nào để hiểu mọi người. Tôi đã một lần bỏ chạy thực tế, trốn chạy cuộc sống, bỏ của chạy lấy người. Không lẽ bây giờ tôi lại thêm một lần trốn chạy nữa hay sao? Cuộc đời tôi chẳng lẽ cứ trốn chạy mãi mãi chỉ vì một chuyện trong quá khứ hay sao? Rồi với anh ta nữa, người mà tôi không muốn nhớ, không muốn gặp lại, không muốn đối diện, sẽ sống ra sao khi mà lại xuất hiện tôi? Một người mà anh ta tôi tin rằng cũng đang cố để quên đi vì những sai lầm của tuổi trẻ. Tôi phải làm gì đây? Thật sự rất rối bời và mong muốn nhận được lời khuyên từ phía mọi người. Các bạn thân mến, vừa rồi là lời chia sẻ, những lời tâm sự từ tâm can đầy đau buồn của một cô gái Hà Nội. Mọi thứ đều đã qua đi, tuổi trẻ với những vết hằn về một quá khứ đau buồn với người bạn trai. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chỉ có nỗi đau là còn ở lại. Cô ấy đã chọn cách trốn tránh thực tại, trốn tránh luôn cả quá khứ, mang cho mình đến một cuộc sống mới. Sau bao nhiêu năm, mọi thứ tưởng chừng như đã yên ổn, nhưng không phải thế. Cô ấy lại gặp lại người yêu cũ năm xưa, lại trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu, lại trở thành em rể của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện này cần phải làm gì để vượt qua được những điều này? Cô ấy có nên thay đổi lối tư duy của mình để trở thành một con người bình thản, sống hạnh phúc, tôn trọng cuộc sống riêng tư của những người khác hay không? Các bạn có lời khuyên gì? Đừng quên để lại những chia sẻ của mình ở dưới phần bình luận của video để gửi đến người phụ nữ trong câu chuyện này, để cô ấy có thể hiểu đúng và nghĩ đúng về những thứ cuộc sống của mình nên được trải qua. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất trong câu chuyện này đó là cô ấy có yêu người đàn ông mới này hay không? Cô ấy có tìm thấy hạnh phúc với người đàn ông mới này hay không? Còn người cũ, dù có bây giờ là cương vị em rể hay anh rể hay là một người nào khác trong gia đình, thì tôi nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc mới của bạn nếu như bạn thực sự đã quên đi anh ta và dành trọn tình cảm cho người đàn ông mới. Cô gái trong câu chuyện này cũng hãy tách bạch, rõ ràng và nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt và thông thản. Hơn nữa, cô ấy cũng còn rất trẻ, nghĩ nhiều chuyện cũ quá lại thành ra lấn bấn và luẩn quẩn. Hãy quan tâm đến cuộc sống hiện tại, hãy vứt hẳn ra khỏi đầu những chuyện cũ đã quên từ lâu. Hãy đối xử tốt với bản thân của mình. Nếu như không cẩn thận thì chính cô ấy sẽ trở thành người lẩm cẩm, cứ đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, cứ trốn chạy từ quá khứ, trốn chạy đến hiện tại. Rồi đến bao giờ cô mới có thể thoát ra được chính khỏi cuộc đời của mình đây? Rất mong cô ấy có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn cho hạnh phúc của mình. Các bạn cũng có thể đưa ra lời khuyên của cô ấy để cô ấy có thể thức tỉnh hơn ở dưới phần bình luận của video này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cùng quay trở lại với chúng tôi trong những lời tâm sự, những lời chia sẻ về tất cả những người phụ nữ chúng ta, để cùng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, để trở thành những người phụ nữ hiện đại, văn minh và hạnh phúc. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.